quý vị và các bạn. Trong 2 ngày tới, các tỉnh thành miền Bắc chịu tác động của không khí lạnh tăng cường và hình thế gây mưa trên cao nên trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, tập trung nhiều ở vùng núi phía Bắc và ven biển. Trời ở ngưỡng rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh vùng núi từ 4 cho đến 7 độ, có nơi có dưới 4 độ, còn với các khu vực khác nhiệt độ từ 8 cho đến 11 độ. Với khu vực Trung Bộ cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực này cũng có mưa rải rác tại khu vực Bắc và Trung Bộ. Cục bộ có điểm mưa vừa kèm theo dông mạnh, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Còn về tình hình nhiệt độ, khu vực Bắc Trung Bộ duy trì rét đậm rét hại với nhiệt độ cao nhất từ 13 cho đến 16 độ. Các tỉnh Trung Trung Bộ còn duy trì rét với cao nhất là từ 18 cho đến 21 độ. Tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 26 cho đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới tiếp tục ít mưa, ngày nắng, trong đó ở Nam Bộ trời khá nóng với nhiệt độ cao nhất ngày là từ 31 cho đến 34 độ. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 25 cho đến 28 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 5 mét, biển động mạnh.